បាទសូមគោរពប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញរបស់ទូរទស្សន៍ហោមមាស HDTV ជាទីអ្នកនឹងជាទីរាប់អានព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗបន្តទៅទៀតហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃ10កើតខែបូឆ្នាំមីឆសៈពុទ្ធសករាជ 2008ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារទី30ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ 2019យើងខ្ញុំមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដើម្បីជម្រាបជូនដល់លោកអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវិវត្តជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខសង្គ
miên à nhà thơ khai cập bông thông ban cho từ bằng crab hỏi rùa rùa sầm nong anh thơ tay nơi đầm bon prey lang bà hỏi bên to mà tiếc cứ bong bong bị chia rót nơi khai còn đá nó cứ tha nơi phum prey tật tên ban sầm đai cả bà rắm chấm bùa cầm hôn muối đại bong bong bị chia rót lướt lang tha ban rụm lúp dọc đây làm nơi tha nó bao phủ gọn bà chấm mới mới tha vừa giang mấy bà hai cả nơi nơi khai bản tin miền tây cứ côn pro pin cứ thả từ lùng tự slap nói ra từ phục mặt đáy từ chân ngái hai phần ngay này giật khang ở mười hay nơi miền rương chỉ trang tiết để bẹp phôn từ nông sùng cung rồi bao dương rùm trang sạch đầy đi cà pí bong phôn khai thả sạch cà rây đại bảy trăm ca nơi tam là khai được bảo hoàng bị HDTV chỉ được mong đi sông và côn bị rẽ từ lục bật ra lục ất về rương nhà thơ khai cập bông thông lục cho tự bóng crab đừng rưu rơi sầm năng nào thực tại nơi bảy làm mà sầm chuyện và sông và côn lục sạch từ từ sinh cái chôn chỉ tìm rộp án sự đây thì cà bị phẹn nghe bảy trăm ca được không khai cập bông thông lục bàn để đăng tha cà bị thay mà sau mánh cái nẹp mà chia cài cái phép khai cập bông thông miền cổng làng phật đạp bút đôi chim bần tây tơ là cá con đi vào bột hát nó cô báo nâng sầm mặt được cạnh mà chùm nún nhà thơ một tháng cho tru bị nứt nâng rưu rứa sầm năng anh thập tay chieng sàm sập non nơi đồng bằng prey long thất nơi non tức đấy khung đong cảm bận đong cảm bận sốt sầm đan khai được phổ thông cho prum bắt tôi khai trẻ về hia ô nói chừng ai nó mà tam ca bị chẹp pi lục bị nhà rong lục sai nora đại chia sla om nhà rong om sla bông và ai cả khai được phổ thông lục bàn đang thành chế cả bằng crab sầm năng anh thập tay này cứ bàn thua lãng pi lược mà hơi lược tìm mũi nên ngày tìm một phẩy trăm ngày bốn nó ẻ là bạc cứ mà bạc thế nè nên ngày tìm một phẩy trăm khai thu cho tôi bị nứt sầm nóng nên cầm nọt múc xây nhà chôn lửa mưa prom tiền cọt luôn bàn chôn sang sai chấm nốt buôn nhẹ tiền phòng rồi lược tìm pi nên ngày tìm một phẩy bẩm bơ cả lòng tay nó cứ cho bằng crab rùa rùa sầm nóng anh thắp tay mới đo tiền tiền oh cho thì mới đo được rùa phim luôn nhẹ khơi sạp hơi hai bờ sân chia mình chặt với thiên được cá bẹt nít tí cầm chun chliet ở cả nội dung tiếng ní nâng bằng to bằng can khnì khnì một can rút riêng từ tiền pre chữ dọc đây lũ chỉ vào tập tiền đạt hơi rum tiếng miền ca cặp chữ a chữ phong đại nơi con ông mù lợt hàn sầm nòng na thập tay đại rùa rơm miền prọ sang cả say buôn con ông prọ sơ bay bay con ông prọ tao mà con ông nâng cung sầm nòng mà phê bằng phơi con ông tiền ô chớn mấy bà sầm tiếng ông nó cứ sam sơ bầm pi con ông tiếng chấm này mà nô bún nè đại chỉ bạ pu nâng mi con ông con ông ca chập đây sang sau lùm lợt hàn na thập tay nú tự bàn mà chun khuôn tự khum bẩn đỏ son nơi buôn tiền cái khai đổi hời bà đây bẹp bòn từ nâng ca cho từ bằng crab chia bẩn to bờ hồ từ đó pi lược rồi bỏ nhà thua nú ai cho đom ôn sumo đại chi ở vị ba khai người cầm bông thô mà đom bàn thay thành chê ni chỉ ca chặt vị thiên ca toàn pi vì liên lo bờ xa từ lư tùng vơ anh thập tay được bỏ chun chưa ở ca nội dung mui chấm luôn đại bàn lui trôi một can cam pri long rút riêng tuần tiên dọc đây rót khô chấm bạc nâng cam a chư giang sẽ rầy mà đừng chẳng bình ok này tục lưu riêng nha hạ ca chúng tôi nâng cầm lang chấm rót nâng không khai làm bài chặt chay và to cho ở lần này châu đo rương bong bóng bị chia bớt nơi phum prey tật tên một chấm nuôn lục bà ram tham biên cầm hôn ai cái chôn muối rụm lục bằng pin dọc đây là bọc bùa quạt nữa đại chỉ đây là nơi than ở chấm mới sân chun từ khang nhẹ nghe gặp cả đá lớn cứ thay lục rì ca thứ bong bóng bị chia bớt đại luôn nơi không phum prey tật tên mà không prey tật tên sau khi lư khai cả đá lớn bàn sầm đai cái đây bà ram chấm bùa ca rụm lục dọc đây là nơi than pi cầm hôn ai cái chôn muối nơi pì là thay ní đã trâu tổ là ca chân để ca hám mình ao sang sau nơi tháng lượt đấy là bọc của quạt ô của thành trắng lục văn xây hà đại chỉ nhẹ ruộng nơi lượt đây chùm luôn bài đăng tha đây là nơi tháng cua xa là bọc quạt miền tùm hôm thật tương đọc mát nâng bằng đau đọc mùi mát đã bàn căn cặp tăng pì ở bục nè chín năm mà quan của bộ đội cai sập bay mà lấy nâng miền ban cam sẽ đầy thi bệnh chạy pì mì khung về tập tên trăm trời cái năng men các ban cảm xét đấy có lịch hạt can cáp lịch hạt từ score pi ở nhà thơm mùa than đấy ban cảm xét vì tôi tại tranh pi sâu vào đây phần tai nơi pi nít từ ban cầm hôn
ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការ56អោយគាត់សាងសង់លំនៅឋានលើដីរបស់ពួកគាត់ទេបាទនៅមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទៀតដែលបានសហការីបានដកស្រង់សម្ដីមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបទៅទៀតចំណែកលោកប៊ុតសុងដែលជាអតីតឈ្មួញកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីមេចបានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1960នោះលោកពិតជាបានដើរកក់ប្រាក់ទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋ ឲ្យក្រុមហ៊ុនបានមួយចំនួនមែនក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននៅមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់ផ្ដល់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនទៅឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនៅឡើយទេហើយមកដល់ពេលនេះហើយលោកក៏មិនបានប្រគល់ប្រាក់ទៅឲ្យឈ្មោះម្នាក់មួយគឺថាឈ្មោះម៉ៅច្រឹបតាមរយៈការអ้างខាងលើដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះលោកញឹមជេសបាទញឹមជេសដែលជាមេឃុំព្រែកតាទេន បានថ្លែងថាកាលពីឆ្នាំ2001លោកពិតជាបានបញ្ជាក់បានស្នើសុំកាន់កាប់ដីធ្លីជូនគ្រួសារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមែនជាពិសេសគឺឈ្មោះវ៉ាន់សៃហាក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានចុះពិនិត្យទីតាំងដីនោះឡើយគឺចុះហត្ថលេខាទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមេភូមិតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនលោកថាមានលិខិតបញ្ជាក់ពីមេឃុំនៅខ្ញុំនិយាយថាហ្នឹងមិនមែនជាបានកម្មសិទ្ធិទេនោះហើយឥឡូវលោកមេឃុំលោកសារភាពថាពិតជាបានបញ្ជាក
đăng ấy cái nâng mẹ lịch đặt ấy cái nâng mẹ bận khai bán cho tôi mưa thả đây nâng lời tận na mà đông na bài một tận na đi chặt lấy cho mưa vốn anh đang là chu từ nhà thơ đo dài và to tới tới khi nhóm của mình nè vì này chạy sẽ cái đấy nè còn là chẳng dây tha bờ sân chia đây nó bị miên ban cam sét cứ dương đo dài từ tám và phốt tòa ca hay bờ mình miên ban cam sét tới dương đo dài từ tám hay ta cái nạ cam cá đo dài tầm đoạn đây thi miền này cái nạ cam cá sôi ở đây sọc hai hộp đó thả chiết ở trong tay bà ông con chu từ lúc bắt ra bắt to cho bà ông con lúc khai bắt to từ căn khai của phong chăng anh ở rút dồn bàn pi cường đặt đây là hốt đặt miền cả cro bên miền ấy xuống mua tê chẳng tới từ bàn cô bàn lục hai màu pin này bà đã rút dồn bàn đặt đây pi cường bà đặt hia lực trung miền cùng rộp trầm tới thưa ao đây chút lẽ rập rập bài tam pleasure chiết không còn của phong chăng trời nó cố bài cho ra cho con phong chăng sẽ chập vô một ốc rung thưa cái sân nhà nâng pin này để tam chấp bạc cùng nó nâng đồng bài ở cha rút dồn đặt đây chẳng nu vô tức từ liên dòng áp tam ti tăng đại miền đây chú thẹn rồi phạt phải tiền đầu vinh bà đã được tới bà đại ca quạt chạm rốt yun khá lớn này cứ bàn thua láng cả bị thằng ai mà sờ mà ngáy thật nơi chúng ta play tập pèn cuống sùng cát ấy còn có phụng năng bà đã luộc hong bún hạ đại chia thì ca rong tụt 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 cho ra cho nông sản đặt phong này thì ca đặt hàng còn có phụng năng luộc thà cày pi tụt tụt bàn bò được miễn bị bom ôm bị chia bớt được không bột than nó cố bài cho ra cho còn rồi bỏ luộc bàn đã cầm láng sẽ chạm rốt yun đặt đây khuyên cùng rộp thưa ao chu rập rập bài tam play bàn pi cường đại chia bỏ luộc hèm hiếng chỉ một trái nó có ba chỗ này vọt mà chỉ một trái nó có ba đấy nâng lục trái hình nom vô một căn ăn thịt cá thịt than nó có ba con của bộ chức năng đặt bầy này nó nom thì đây nâng thưa cái sản giả mà chốt bạn được kiếm khô bọc ở đây cả lời đi bà sân chỉ miên lưỡi cáo nâng bởi này thông nguồn thông ngô và thay em tiền ở lúc bởi miên than nâng bê cáo thì bố kê nơi tại bóng biên khô chức bắp đôi ca lực lai nâng kháng lớn đi nó có ba nâng chặt bị thiên cá bằng ấp áo tiết nụ lai của thá vì bà bố từ đó sau phân phim krong đại của bông tài miền cài điệp trong nơi hay thay nào sập quan mà chấm nôn được không còn điệp trong play miền cùng nôn miền ấy trầm tới nè bạn sạt bạn bọc kề chẳng đấy thường mấy cứ cho rúm sập ăn được ok đi bây giờ nhiều chiếc đang ăn lại chiếc kia cho máu kia khơi thà còn gặp phù chăng miền sạt được kề đây mình tránh còn gặp thời tiết được không khai được không về trên trạng cảm chịu những gì bà chỗ đó rương mùi tiết tẹt tinh tình nâng cả nơi cả hơi thà rương sạch món sạch tia bà dành mòn sợi tiền mấy chọn dây thà tục côn cháo hơi từ mưa cả sợi than chấm mòn nâng này nó phải cho sợi mòn sợi tiền đài hai côn luôn được sắp và tôi tin lấy sắt đi nâng ấy nè hai bên tim bên chơi chỉ mưa rừng làm sao giá mệnh bạc nòm côn từ cả sợi than trên chấm mòn và hơi tục côn propin nhẹ nhà chết khang nhà chui mưa hối từ tinh chấm lấy món hơi mà với những côn pro pin nhẹ luôn được sắp rô khơi nơi màu mui nên sạm sập một tí ngay tìm mà phơi bầm mui khai thnu cho năm pi pòn đập buồn khnông bả lai cả sự than chỉnh chấm món để thật là khnông phum bẹp bẩn lia sẩn cát bẹp bẩn lia crong sợi dây sợi pòn khai bẩn thi minh chơi chẳng pi từ mòn bỏng ai bỏng bà con mà ra rong kêu để lùng tật sập chẳng pi nhẹ bong bồn bạc cao chuyện muốn cứ tha chuyện bong bồn bạc cao như khnì mà về khám mệt hẹ để thay là bắt đầu phát đạt như khnì để cao mà chuyện đi ban mà chuột khnì tiết là lấy cổ sập tới từng pi nhẹ tiết là nó bị say á pi nói bị say mà
บ่าទីមួយឈ្មោះថលអានអាយុ5ឆ្នាំត្រូវជាបងប្រុសច្បងបងគេណាឈ្មោះថលធានអាយុ3ឆ្នាំប្អូនប្រុសទី2ដែលមានឪពុកឈ្មោះច័ន្ទថលអាយុ35ឆ្នាំហើយមុខរបរជាងជួសជុលម៉ាស៊ីនកាន់ស្រូវហើយម្ដាយឈ្មោះគង់ស្រីម៉ុងអាយុ31ឆ្នាំរស់នៅភូមិ3សង្កាត់ព្រះពន្លាក្រុងសេរីសាភ័ណខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមសម្ដីម្ដាយបានប្រាប់ថាមុនពេលដែលកូនប្រុសលងទឹកស្លាប់ ຈັ່ງປີນັກຄືຖ້າປະໃດບານຖືຖືການຈຽງຈູຊູມາຊີນກັນສຶ້ຫາຍກອດບານນ້ອມໃບນັກໄສມະນັກໂຕກະສິດຖານຈັ່ງຈັ່ງມ້ອນແລະຖັດໃນທາງຕະບົງວັດພະພຸນລີປະມານຈຽງ 200 ເມດໃນພູມພະພຸນລີສັງກັດປະພຸນລີກ້ອງສະໄຣສະພອນຫາຍຕຶກກົນປໍປີນັກນັ້ນຄືຖ້າໃນກະສິດຖານຈັ່ງຈັ່ງມ້ອນឲ្យພຍາឲ្យນະຈິດຄາງຈຸຍອັດມືພອງນະກອດບານຊິມະໂຕດຸກກົນໃສ່ເປືນັ້ນນະຕະລົກຕຶງຈໍາໃດມ້ອນບາឲ្យຕຶງຫມົບໃນພາສາລະຍະເປືປະມານພາຍຊິມາ ហើយនិយាយពីនេះវិញនៅខេត្តកដាលវិញខេត្តកដាលនិយាយពីយឺត្រីក៏ឡោទៅតងឲ្យមុនយឺត្រីនិយាយពីបងប្អូនជាប្រវត្តិនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅជុំវិញវត្តព្រែកតូចនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកដាលនិងប្រសង់លោកគង់នៅវត្តខាងលើហ្នឹងតែម្ដងបានអំពាវនាវសារជាថ្មីដល់សមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសហ្នឹងគឺជំនាញជលផលសូមឲ្យចុះពិនិត្យរោគករណីឈ្មោះបើកយឺត្រីបាទដាក់លក់អាណាធិបតេយ្យនៅក្បែររបងវត្តធ្វើប៉ះពាល់ដល់
ជាងរាល់យប់ចាប់ពីម៉ោង 2 រំលងអាធ្រាត្រមានសកម្មភាពដឹកត្រីមកលក់កក្រឹកកក្រៀងអ៊ូអនៅជាប់ប្រព័ន្ធវត្តប្រេងតយបែកខាងត្បូងហើយអ្នកខ្លះនឹងបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនលោងងងងបូមទឹកដងពីក្នុងវត្តដើម្បីលាងត្រីបង្កជាសម្លេងទៅហឹងអឹងកងរំខានដំណេកនិងប្រសងរៀនធัวព្រមទាំងជាក្លិនឆ្អាបស្អុយត្រីពិបាកទ្រាំជាខ្លាំង ហើយពេលនេះគឺមិនទាន់ឃើញមានអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមន្ត្រីជំនាញចាត់វិធានការទៅលើទីតាំងយុត្រីគ្មានច្បាប់នេះឡើយបាទហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រសងខាងលើលោកឃ្លាំងវ៉ាន់ថុលដែលជានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងយុត្រីនេះខាងជំនាញជលផលខេត្តនិងអាជ្ញាធរខេត្តនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតច្បាប់នៅឡើយទេ បាទហើយត្រូវដល់រងចាំការចុះពិនិត្យជាមុនថឹងថាតើការផ្ដល់ឬក៏មិនគួរផ្ដល់ពីព្រោះថាការស្នើសុំបានបើកយុត្រីវាជារឿងធម្មតារបស់ឈ្មួញទេប៉ុន្តែបើសិនថារោគឃើញថាប៉ះពាល់ដល់ទីអារាមរំខានដល់ការរៀនធម៌របស់ព្រះសង្ឃដូនជីតាជីយាជីនិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញទីនោះអាជ្ញាធរនឹងជំនាញនឹងធ្វើការរៀបចំពិចារណាត្រូវផ្ដល់ឬក៏មិនត្រូវផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនទៅដល់អាជីវកម្មយុត្រីមួយនេះ អញ្ចឹងទេសរុបជារួមមកនឹងចុះទៅពិនិត្យមើលថាតើបើប៉ះពាល់ខ្លាំងធ្ងន់ធ្ងរនឹងចុះរុះរើមិនឲ្យមានការចរាចរឬក៏បង្ហាញពីសកម្មភាពនឹងបន្តទៅទៀតទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពនៅក្នុងក្រុងក្នុងស្រុកបាទអរគុណពេលនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនតិចទៀតបន្តជូនដំណឹងផ្សេងៗជាច្រើនទៀតបាទសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិច